Thế tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tự phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đền kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo vận minh kết thành. Sắc tê sánh ta quê ra hồn thứ xưa khi ta hồn thứ nít đúc kha. Hồn thứ ấp gia Phật cha, hồn thứ Anika, hồn thứ Tỳ kha Yuka, hồn thứ Aroga, hồn thứ Sampatti, hi Sammichan thứ xứ kỳ an ta năng, Pariharan thứ Đức mắt ta, cha nít Đức kha, phá giáp bát ta cha nít phá già số cáp bát ta cha nít số ca hồn thứ sắp về vì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng cần hoan, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt-ta-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Ngài Quảng Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. U ca sa mai nhân phan tê quy sung rắn khana tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti nhậm bích ma nhân phàn tê quy sung rắn khana tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti yam bi mayang phan tê quy sung rắn khana tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Quảng Không truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con kính chân mít đến Ngài. Nam mô Bụt-ta-ya. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô, quý thiền mục trí thức trong đạo tràng. Nam mô Ta Sa Phật Ga Wa To A Ra To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ga Wa To A Ra To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ga Wa To A Ra To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ga Wa đó,
Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phun tha sa nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phun tha sa nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phun tha sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ga Wa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Còn đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Còn đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, duttiyampi Thằng năng gắt cha mi, đủ ti giam bi, tham măng sa ra năng gắt cha mi, đủ ti giam bi, sang khăng sa ra năng gắt cha, ta ti giam bi, bút thằng sa ra năng gắt cha mi, ta ti giam bi, tham măng sa ra năng gắt cha mi, ta ti giam bi, sang khăng sa ra năng gắt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tisarana rahanang paripunyang. Punthang saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyam pi punthang saranang gacchami, dutiyam pi thammang saranang gacchami, dutiyam pi sanghang saranang gacchami, tatiyam pi punthang saranang gacchami, tatiyam pi thammang saranang gacchami, tatiyam pi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Di sarana gahanang paripunyang. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadang samadhiyami.
kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami musavada veramani sikha padang samadhiyami surame raja macha pamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Anathipata veramani sikhapadam samadhiyami adinnadana veramani sikhapadam samadhiyami kamesu mijjachara veramani sikhapadam samadhiyami musavada veramani sikhapadam samadhiyami surame raya manjam pamadan thana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự giác sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mani pancha sikha padani sa tukang katoa apama dena nicha kalang samarakhitabang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo nên cố gắng vẫn giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Silena sukhatin yanti silena bhoga sampada silena nibbutin yanti tasma silang so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thứ sa thứ lành thay. Un ta mong ghê na vấn đề hăng. A đa bản su và run ta mong. Un thế yo ca li tu du su. Un thu ca ma tu tăng ma mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghi na văn đi hăng, thăm mân cha đu vi thăng quá lăng, thăm mê du ca li tu du su, thăm mô ca ma tu tăng ma băng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghi na văn đề hăng, sẵn khân cha đuôi thoát ta mong, sẵn ghi vô ca lý tu đô su, sẵn khu ca mạc tu tăng mẹ mong. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thảnh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tạo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính, cung thỉnh, Ngài Quảng Không chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thà Giá.
Vatusapa mangalang rakhan tusapa devata sapa buddha nupave nasada soti bhavantu te vatusapa mangalang rakhan tusapa devata sapa dhamma nupave nasada soti bhavantu te vatusapa mangalang rakhan tusapa devata sapa sangha nupave nasada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Siddhamatu 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 idang palang etasmin ratanataya chamin samasarana chetaso. Cầu xin cho quả của tâm tin thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thứ sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân ngài Quảng Không đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con kính tri ân ngài. Akasantha cha bhumantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu sasanang. Akasantha cha bhumantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu lokaru. Akasantha cha bhumantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasantha cha bhumantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu panino. Akasantha cha bhumantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu no ada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ đệ vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niên bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kề liền kiếm sao. Yêu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện tẩy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại rạng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nha, thi năng hôn tư sư kích ta, hôn từ nhà ta vô. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc giáo báo vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quát ta mê, bùn nhân, á xa quát khát gia, quát hồng hồn túc. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, ngài Quảng Không, quý sư, quý bà quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng phần phước này đến chư thiên nữ ở 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương. Xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô pun nhân, ni bàn na sa pat cha yo hồ tú. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thứ lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn,
Con kính tri ân Ngài Trị Đức, con kính tri ân Ngài Quảng Không, con kính tri ân quý bà quý cô tu nữ thầy kinh, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, thưa con đã thấy thầy kinh vào lớp, giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh. Con kính mời quỹ đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka dipati sampati katanjalyan thivaram ayajatha santi thasantam parajang kajatika de se tu tham mong anukam pi mong pa chang san tham ma pe rin vi na yan cha kha yang sun tan cha ban tham a bi tham ma jam mong a ku ta yan tu cha tu san cha dan dang Pambo thaneye parisayamanje. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, vẫn nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy kính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, nhưng điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Với những cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính chân mít đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tam Ma nhé. Nam mô Sang Khai. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng đi trong rơm. Dạ, xin chào tất cả quý vị. À, sau một mùa Tết ha, quý vị là chắc quên bài hết. Sau mùa Tết quên bài hết. Rồi, hôm nay chúng ta trở lại ha, học tiếp tục chương trình đang lỡ dở. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi samma sambuddhamattulaṃ sasattaṃ bhagavatam con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng ta cao quý. Con xin nói về những gì chưa định trong kỳ diệu pháp. Dạ, mô thầy á, dạ mô tam bảo, dạ mô sư. À, cái này là gì? Chúng tôi cũng nhận được tin nghe nói cô Nhật Quỳnh xuất gia tu nữ rồi. Dạ, rất là xa thú ha. Đoạn cuối của cuộc đời là cô xuất gia của phụ nữ rất là hạnh phúc, đó là cái cơ may để mà tiến thân vào trong đạo pháp. À, hello quý vị
còn nghe rõ mà là... rồi cô từ ký chưa vô nó với cho Nguyễn nó mất tiêu rồi, giờ lại chưa thấy mặt mà. Không có như Nhật Quỳnh thì cho Nguyễn Thế mà giờ đâu rồi không biết đây. Ai post bài được không, đọc Bali tiếp phần Bali, đọc Bali xong rồi chúng ta có vài câu đố vui trong mùa xuân ha. Rồi bắt đầu bước vào bài học Bali. Ai post cô những Meta có bài post không cô Meta? Để cho tôi kiếm lại coi post đăng trước cái gì đọc. Chắc vì chờ chút xíu này cho Nguyễn có nhắn tin nữa, chút xíu vô đó liền nha, máy bị kẹt chút xíu ha, thì chờ chút xíu nha. Cô Meta lợi lạc không? Cô Meta, cô Meta nhận được tin cô Nguyễn Nhật Quỳnh xuất gia, cô Meta có cảm nghĩ như thế nào? Mời cô Meta lên tâm sự chút xíu trong khi chờ đợi ha. Dạ, Nam Mô Buddha dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Dạ, quý vị trong đạo tràng nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, cảm ơn Tina. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn, cảm ơn trọn đời học Pháp. Dạ, ba người nghe rõ được rồi. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào Thầy. Và đầu năm mà nghe tin cô Nhật Quỳnh được xuất gia thành tu nữ. Bây giờ cô là tu nữ Như Pháp. Dạ thì Meta rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Đã chúc mừng cô đã được như ý nguyện. Ý nguyện của cô, nghe cô nói là đã mười mấy năm nay rồi, cô mong là cô được xuất gia làm con của Phật. Hôm nay cô tội nguyện thì rất là hoan hỷ, rất là mừng cho cô. Còn về cái Tết năm nay đó, Tết năm Nhâm Dần này, thì Meta cũng coi như là mỗi năm thì cũng được có cái phước là ngày mùng 3 là thứ năm tuần trước và thứ năm ngày hôm qua, thì mỗi thứ năm thì đều được đi cúng dường trai tăng ở cái chùa mà Meta đã đi. Và từ 3 tháng nay thì Meta khi mà đến chùa cúng dường trai tăng thì cũng phát tâm là cúng dường chút ít tịnh tài đến chùa. Mỗi lần chỉ chút ít thôi, chỉ chừng 20 đồng. Meta nghĩ là của ít rồi nó tích tụ lâu dần. Với khả năng yếu kém của mình có ít thì Meta làm thiện sự ít. Thì đó là những cái được của Meta trong cái mùa xuân năm nay. Và cũng được vào room để nghe
những mấy ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là nghe sinh hoạt tùy duyên về xuân, về Phật Pháp. Thì cái điều đó là Metta rất là hoan hỷ. Dạ. Yeah. Thì đầu xuân năm nay thì Metta chỉ có được như vậy. Và cũng rất là hoan hỷ với các bạn đạo ở trong đạo tràng, như là cô Kim Nhung, cô Hồng Mai, rồi Châu Nguyễn, rồi Giang Nhất Hà, rồi Huynh Thính Pháp, rồi các Pháp Nguồn Lào Cai, hay là những gì khác Metta không nhớ hết, là đi chùa, rồi lễ Phật, rồi làm những thiện sự như là cúng dường trai tăng. Thì điều đó là cũng rất là hoan hỷ với cái phước của quý vị trong đạo tràng. Dạ, rồi con một điều nữa là con rất là hoan hỷ. Con cũng thấy thầy đi rất là nhiều nơi. Thầy đi chùa này chùa kia, rồi thầy cũng đã giảng pháp mấy ngày nay rồi. Và hôm nay thì thầy cũng vào đạo tràng Phật giáo Nam Truyền. Thì một điều con cũng rất là hoan hỷ. Thôi thì hôm nay con đầu năm tới giờ con chưa gặp thầy. Bây giờ nhân dịp này thì con xin kính chúc thầy là luôn luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và sớm thành tựu chánh. Dạ, con xin trả mic lại cho thầy ạ. Xa đâu, xa đâu. Cảm ơn cô. Chúc cô sống lâu trăm tuổi, phước báo dồi dào ha, và sớm có trí tuệ mà vượt qua khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta cũng mong muốn. Nãy cô nói cô Nhật Quỳnh cấp danh gì qua này, Như Pháp ha. Như Pháp ha, cô. Sư Như Pháp thì anh đi cô Sư Pháp, Như Pháp mà. Như Pháp à, dạ, dạ. Như Pháp. Chắc ngày chắc sự giác đẳng cho xuất gia. Đây chắc sự giác đẳng cho. Rồi. Xuất gia xong rồi bỏ rơm luôn, không thèm chơi nữa, nghỉ chơi nữa. Nghỉ chơi rơm luôn. Tu nữ mà trốn luôn. Mà trong quyển phải thực thế nhiệm vụ này ha, phải lo cho nó tròn đủ. Lo dậy sớm, lo vô đúng rồi đàng hoàng để bà con có chờ. Rồi, chào. Rồi giờ mời Trang Nguyễn post bài, mời tất cả quý vị cùng nhau mình quan hệ đọc bài trước khi vào học ha. À, xin mời. Dạ, con Metta con xin đọc bài. Samuchaya Sangha Quy pha gô, những phân loại theo á phí thăm mã. Đoà sát ta ti quy thà vút ta vát thu thăm mã. Sa lạc khá nà tê sang đà ni yá thà vô găng. Ba vát khá mi sa mút cha dân. 72 pháp một tâm, cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho, mitsaka sangha ho, bồ thi bạch khi ya sangha ho, sắp ba sằng ga hồ cha tí sa mút cha ya sằng ga hồ cha tấp bi thô quê đi tấp bồ toát yếu. Các phân loại phải được hiểu là có bốn.
toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng akusala sằng ga hề ta quá chất ta ro a sa hoa ca ma sa hoa pha hoa sa hoa đích tha sa hoa a quýt cha sa hoa. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Con cảm ơn Đạo Tràng. Kính cảm ơn Thầy. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài tiếp. Đoạn 2. Chát ta ro o ka ka mo ko pha wa ko tin to ko a win cho ko. Có bốn bọc lưu: một, dục bọc; hai, hữu bọc; ba, kiến bọc; bốn, vô minh bọc. Chát ta ro yoga ka ma yoga pha hoa yoga tít thi yoga avicca yoga. Có bốn trói buộc: tự kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát ta ro kantha avicca kaya kantho và ya pa do ca ya gan tho si lap pa ta pa ra ma so ca ya gan tho y đăng sắc cha phi ni we so ca ya gan tho. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào on ghế sân độc thân phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới cấm thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý nhã kiến thân phược. Chattaro upadana kanu padanang tuntu padanang silappatu padanang attawadu padanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ, dục thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Chani warana nikamat chanda ni wana vara năng và gia và đa ni vara năng thì na minh thần vì vara năng uẩn thanh cha khut 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 cha ni vara năng uẩn chi kinh cha ni vara năng a uẩn cha ni vara năng. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thị cái; bốn, trảo hối cái; năm, hoài nghi cái; và xảo vô minh cái. Dạ thưa con đã đọc xong. Con kính chào quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con xin kính đảnh lễ ngài Chí Đức, ngài Quán Không. Con xin kính chào thầy cùng toàn thể đạo tràng.
con xin được đọc bài bài 3. Satta nusaya kama raga nusayo phawa raga nusayo patiha nusayo mana nusayo ditta nusayo vichikicca nusayo avicca nusayo. Có bảy thủy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ gầm. Ái một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, phẫn uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy, vô minh tùy miên. Dasa sammiyo dasa samyo chana nikama naga samyo chana rupa ragam samyo chana arupa ragam samyo chana patika samyo cha nặng mà na sầm vô cha nặng đinh thi sầm vô cha nặng si la pa ta ba ba si la pa ta ba ra ma sa sầm vô cha nặng quy chi kích cha sầm vô cha nặng út tha cha sầm vô cha nặng avicca samyo cha nặng suttante. Theo kinh Tạng có 10 thằng thúc triền dây trói buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. 4. Phẫn uất triền. 5. Ngã mạn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phóng dật triền. Và 10. Vô minh triền. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin được xuống mấy con mời vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính lãnh lễ sự trí đức, con xin kính lãnh lễ sự quán không. Dạ, con kính lễ quý chư tôn đức và quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cô Phúng ơi, cô có trước máy không ạ? À? Con kính mời cô lên đọc bài được không ạ? À? Dạ, dạ, sa thú. Dạ. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. À. Con kính mời đạo tràng đọc bài. Con xin phép được post bài ạ. À. Dạ, con không có thấy bàn tay của ai hết. Dạ, 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 sa thú Sít. Dạ, dạ, kính mời Sít ạ. Dạ, cho con xin phép được đọc tiếp.
Vâng, đạo tràng chắc vắng người. Hãy xin đọc tiếp bài 4. Aparanidassa yam sangyojanani kamara ga sangyo cha nang pha qua ra ga sang yo cha nang pati pati kha sang yo cha nang sa ma sang yo cha nang đít thi sang yo cha nang si la pa ta ma ta pa ra ma sa sang yo cha nang quy chích kích cha sang yo cha nang Issa sang yo cha nang Makchari ya sang yo cha nang Awik cha sang yo cha nang Apithamme Vì diệu pháp Apithamma có 10 thằng thúc dây trói buộc 10 thằng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. San tham. Và 10. Vô minh. Đa sa ki lê sa Lopo do so moho mano dit thi quy chích kích cha thi năng uttha chẳng ahirikang anot tập bằng có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả tội lỗi. À sa hòa đi su bàn nét tha ca ma pha hoa nà mê na ta bát thu ca tành hà Athipe ta silapa tapa rama so idang sacca finis hueso atta wa dupa da nang chatat tha pa wan pa wat tang dit thi ga tamme wa ba bụng chát ti. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và bám chấp và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin được xuống mic mời vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư
Tri Đức Sư Quán không? Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào rừng ạ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cô Phúc Hạnh ơi, cô đọc bài nha, cô con boss bài ạ. Con kính mời cô cầm mic để đọc bài ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho cô ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng, kính chào Thầy Kim ạ. Dạ, con xin đọc bài. Sám Bút Chá Giá Sang Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đo sắc ta ta ti vi tha vút ta va thu tham ma sa la kha na te sang đa ni ya tha yo gan ba va kha mi sa mu Chá dần 72 pháp một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho misaka sangaho bồ thí Bồ Thí Bác Khi Gia Sằng Gá Hồ Sa Ba Sằng Gá Hồ Chà Tí Sa Mút Cha Gia Sằng Gá Hồ Cha Túc Phí Khổ Thù Về Thí Táp Bồ Tốt yếu các loại phải được hiểu có bốn. Một, tốt yếu những loại bất thiện pháp. Hai, tốt yếu những loại pháp hỗn hợp. Ba, tốt yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ. Bốn, tốt yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusa La Sằng Gá Hề Tòa Vác Chát Tà Rô A Sá Và Cà Mà Sá Vô Phá Và Sá Vô Đít Thà Sá Vô Avijja Sa Vô như thế nào để khởi đầu trong tốt yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Dạ, sa thú, dạ, xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính mời Đạo Tràng. Dạ con kính mời cô Lạc Lê. Dạ con kính mời Đạo Hữu Sang S2. Dạ Đạo Hữu Tâm Hạnh
Tâm Mi và đạo hữu Tầm Úy và đạo hữu trọn đời học pháp. Dạ thưa con kính mời đạo tràng đọc bài, con xin phép được post bài. Dạ tại vì con cô Nhật Huỳnh đã xuất gia mà trước giờ con chưa có làm cái này bao giờ hết. Dạ con có làm gì sai thì con mong đạo tràng hoan hỷ bỏ qua. Dạ con kính mời đạo tràng cầm mic ạ. Con xin phép được xuống mic ạ. Dạ thưa thầy gọi con xin phép được đọc tiếp. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Chattaro okakamo ko phagaho tintho ko awicho ko, có bốn bọc lu: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chattaro yoga kama yoga phava yoga kinti yoga avinja yoga, có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha afika kaya gantho vaya vado kaya gantho silampata paramaso kaya gantho itang sancha phi ni we so kaya gantho, có bốn thắt chặt tứ phược: một thắt chặt vào tham dục tham ái thân phược, hai thắt chặt vào oán ghét sân độc thân phược, ba thắt chặt vào lễ nghi sai lầm giới thủ thân phược, bốn thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có ở đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chattaro upadana khanu ba đa năng đít thu ba đa năng si lấp ba tu ba đa năng anh ta hòa tu ba đa năng, có bốn chấp thủ: tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ, bốn ngã chấp thủ. Cha ni hòa ra na ni ca mắt cha na ni hòa ra năng việt vật gia ba đa ni hòa ra năng thì nam minh thành ni hòa ra năng quân thanh cha khung khung cha ni hóa ra năng quýnh chi khinh cha ni hóa ra năng áo quýnh cha ni hóa năng, có xào tiền cái chướng ngại, một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hung thị cái, bốn trả hối cái, năm hoài nghi cái và xảo vô minh cái. Dạ, thưa con đã đọc bài xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời Sít Quang Thanh lên đọc bài ạ. Là con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Phật, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ thượng tọa Thắng Không, quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tư nữ, con kính chào toàn đạo tràng. Con kính chào thầy kinh, xin được đọc qua.
Cảm ơn Chư Nguyện đã bót bài. Sata nusara kamara ganusaro phawa raga nusay saro batika nusaro mana nusaro dita nusaro wikwikwikwikja nusaro akwikja nusaro. Có bảy tùy miên tâm tánh ngủ ngầm. Ái dục tùy miên, một là ái dục tùy miên, hai là ái hữu tùy miên, ba là phẫn uất tùy miên, bốn là ngã mạn tùy miên, năm là tùy kiến, tà kiến tùy miên, sáu là hoài nghi tùy miên, và bảy là vô minh tùy miên. Dasa sangro chana nika maraga sangro chanang ruba ga ga sangro chanang aruba ga ga sangro chanang batika sangro chanang mana sangro chanang ditti sangyo chanang sila ba ta ba ra ma ta sang ro cha nang quy chi kích cha sang yo cha nang u tha cha sang ro cha nang a quy cha sang ro cha nang sút tan tê. Theo kinh tạng có 10 thắng thúc trên đây, trên triền dây trói buộc: một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba vô sắc triền, bốn phẫn uất triền, ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và 10 vô minh triền. Dạ, con đã đọc bài xong, cảm ơn sư Chu Nguyện đã bắt bài. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn. Dạ, con xin phép được đọc bài. Dạ, Thầy. Dạ, đoạn 4. Aparani dasa sangyo chanani kamara gasangyo chanang pavara gasangyo chanang patiha sangyo chanang mana sangyo chanang đít thí sằng dù cho nặng xì lắp ba ta pa ra mà sa sằng dù cho nặng vi chi kích trà sằng dù cho nặng ít xà sằng dù cho nặng mắt cha ri ya sằng dù cho nặng ở vi trà sằng dù cho nặng ở phi tham mê. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác: một, luyến ái duyên theo dục lạc; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; ba, sân hận; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm; bảy, hoài nghi; tám, ganh tị; chín, sang tham; và 10, vô minh. Dasa kilesa lo pho do so mo ho mano ditthi vichikicca thi năng uthak chang ahirikan anuttapan. Có 10 ô nhiễm phiền não: một, tham ái; hai, sân hận; ba, si mê; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, hoài nghi; bảy, hôn trầm; tám, phóng dật; chín, không hổ thẹn tội lỗi; và 10, không sợ hậu quả của tội lỗi.
Asawa di supanet thaka mafawana me natapatuka tanha athipeta sila patapara maso idang sakja finiweso attawa dupada nang chatatha bawatang dithiyatame wapawuchati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho thầy ạ. Rồi, xa thức. Này, này, trước khi vào bài học tiếp theo ha, có vài câu đố vui cho quý vị có mùa xuân tươi vui chút xíu ha. Đố vui có thưởng. Không biết mới thưởng gì đây? Làm sinh biết tưởng gì đấy. Tưởng gì đấy, quý vị? Rồi, chắc cũng phải tiếng ngỗng giờ qua tiếng ngỗng hay tiếng dịch nhiều qua tiếng ngỗng. Ok, câu số 1. Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới. Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới chính là sắc y vật, tức trái tim, phải chăng? Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới chính là sắc y vật, tức trái tim, phải chăng? Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong rồi, đó là chính xác rồi đó. Rồi, quý vị đọc ngẫm nghĩ chút xíu, chuẩn bị tâm thái cho sáng sủa ha, lên lãnh 10 điểm ngon lành mùa xuân đầu năm ha. Lên trả lời trước đúng rồi, lấy 10 điểm gọn gàng ha, năm mới phát tài, phát lộc được nhiều điểm rồi kìa. Suy nghĩ một phút ha, rồi tranh thủ cùng nhau giơ tay lên phát biểu. Còn nếu mà không được thì lãnh chứng. Kỳ này Pháp Nguồn Lào Cai đề nghị cho tiếng ngỗng luôn cho với chiến dịch nữa. Rồi xin cho quý vị suy nghĩ một phút nha.
Rồi, một phút nữa không? Giờ réo nha. Réo tên nha. Rồi, giờ, mời cô Meta lớn tuổi nhất ha, lên làm cái 10 điểm coi. Mời cô Meta coi. Tại em đâu rồi? À, rồi cô ta chưa suy nghĩ ra. Mời Pháp Nguồn Lào Cai. Cười tươi quá. Mời Pháp Nguồn Lào Cai coi. Pháp Nguồn Lào Cai giơ tay lên coi. Rồi mời lấy 10 điểm nha. Dạ con xin được trả lời ạ. Câu này thì nó cũng rất là khó, nhưng mà con chắc chắn là con không được nhiều điểm, nhưng mà con cứ trả lời có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Đã. Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới chính là sắc ý vật, tức trái tim phải chăng? Đã. Câu hỏi này thì con nghĩ là nơi nương trú của tâm thì trừ ra là ngũ song thức với một tâm khai môn hai tiếp thâu thì thuộc về ý giới, ba tâm này thuộc về ý giới, thì còn 108 tâm thì gọi là ý thức giới. Thì khi mà tâm nương vào sinh khởi lên thì trừ ngũ song thức thì chỗ đó gọi là sắc ý vật, mà đa phần sắc này thì nằm trong ở nhục đoàn tim của các chúng sanh. Thì con theo con thì nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới thì chính là sắc ý vật, tức là trái tim, và nó cũng có thể là đa phần thôi chứ không phải là lúc nào cũng nằm ở cái chỗ đó. Dạ theo con thì được hiểu là như vậy ạ. Dạ có gì sai thì mong thầy chỉnh sửa cho con. Hình như là trừ cái cõi vô sắc á, thì là không có sắc ý vật. Dạ. À cõi vô tưởng. Dạ, con xin được trả lời như vậy ạ. Con xin được chứng minh ạ. Sa thú cũng tạo tạo ha, tạo tạo ha. Mời gì các clip cũng có cố gắng nha, 5 điểm cho 5 điểm. Rồi ai bổ sung ha. Không lấy tiếng là happy lắm ha. Không có tiếng nhỏ là happy rồi. Rồi. Cũng có ta sao rồi? Cũng có ta chuẩn bị. Chính tâm mới vô nè, chính tâm lên lấy 10 điểm coi. Rồi, mời cho Tâm. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo. Con xin kính đảnh lễ quý sư và con xin đảnh lễ các quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả lời câu hỏi. Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tâm giới chính là sắc ý vật, tức trái tim phải chăng? Dạ, thì chưa chắc là như vậy, tự vì theo tâm, nếu mà về nói về ngũ song thức, thì tâm sẽ nương ngoại trừ ngũ song thức, với khai ngũ môn và 200 tiết thâu,
thì nó có chỗ ngoại trừ 13 tâm đó, thì còn về nó con đang nói về ngũ uẩn, về ngũ uẩn thì trừ 13 tâm đó thì những tâm khác đều chỗ nào có tâm nương vào trên ngũ uẩn thì chỗ đó là tâm nương vào cái chỗ nằm tâm nương trên bất cứ trên toàn thân thì sắc ý vật sắc nương tại đó, tâm nương tại đó của sắc, thì cái sắc ý vật không phải là trong không phải là trái tim, sắc vật không phải là trái tim, mà chứng chỗ nào mà tâm nương vào những trên cơ thể thì chỗ đó là sắc ý vật chỗ đó, ngoài trừ là tóc hay là những cái móng tay thì không có sắc ý vật ở chỗ tâm, không thể nương được ở chỗ đó. Rồi về cõi vô sắc thì không có sắc thì tâm chỉ không có vào cái cõi, tâm không có sắc để nương. Và về cái cõi về cõi vô tưởng thì không có tâm thì chỉ có sắc. Thì con xin nói như thế ạ. Con xin hết ạ. Con xin xuống bích ạ. Rồi, xa hữu. Cũng mời thêm cái gì bổ sung nha. Mời thêm nha. 5 điểm rồi, 5 điểm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới chính là sắc ý vật, tức trái tim phải chăng? Thì con, theo con thì con còn nhớ là thầy đã dạy là y cứ nơi sắc mà tâm nương, đó là sắc ý vật. Và như vậy tức là sắc ý vật là chỗ nương của ý giới. Ý giới tức là gồm có kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, và ý thức giới thì nương nơi sắc ý vật. Chứ không phải là tất cả đều nương nơi sắc ý vật, không phải tất cả các tâm đều nương nơi sắc ý vật. Và con chỉ hiểu tới chỗ đó thôi. Năm mới vô quên hết rồi thầy. Dạ, con chỉ nhớ vậy thôi. Dạ, con xin thầy chỉ dạy.
Sao thử, sao thử, năm điểm, năm điểm, đầu đầu xứng được năm điểm là ngon lành ha. Còn ngay lên nói cho nó hay, ngon lành. Bài này học lâu lắm rồi quên trơn rồi. Rồi mời Pháp Nguồn là cái. Dạ con xin được bổ sung thêm, nếu mà có gì sai thì mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ. À, nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới chính là sắc y vật, tức là trái tim, phải chăng? Thì cái này là nó cũng không 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 đúng ạ, bởi vì là có một số sách thì nói rằng là sắc y vật này là những sắc trong ngần, con nương vào trong đó, hoặc là tâm nương vào trong đó, hoặc là đối với những loài vật nào mà không có máu, thưa thầy, thì nó nương vào những chất nhầy ở trong trong thân thể đó, chứ không không hẳn là ở trong trái tim ạ. Cho nên là như vậy thì hễ khi nào mà những tâm mà thuộc về ý giới và ý thức giới á, thì nó nương vào thì nơi đó gọi là sắc ý vật. Thì như là khi mình ngủ thì cái tâm hữu phần của mình cũng nương vào sắc ý vật ấy. Dạ, con xin được bổ sung thêm như vậy ạ. Con xin được xuống mic ạ. Mong thầy chia sẻ thêm ạ. Dạ. À, xa thứ. Ừ, còn ai bổ sung không? Ai bổ sung cho rõ ràng? Hello. Rồi, chắc hết ha. Để đầu xuân nghe cũng được 5 điểm, 6 điểm là ok rồi ha. Rồi, câu hỏi, boss câu hỏi lại. Hello. Nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới chính là sắc ý vật, tức là trái tim, phải chăng? Thì cái vấn đề mà chúng ta thấy cái câu hỏi đó là nói về sắc ý vật, tức là trái tim, phải chăng? Thì điều này là không đúng. Thứ nhất là chúng ta phải biết là không đúng. Một số chú giải là cho rằng đó là một chút xíu giọt nước, như là chất 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 nước nó trong suốt, nằm ở trong đáy trái tim á. Trong trái tim thì cái tâm nó nương đó, chứ không phải là trái tim. Đó là cái chất mà tức như là cái giống như là cái chất trong, chất tinh chất là đó, là để cho trái tim, trái tâm trong đáy trái tim, tâm nương đó là một ha. Thì như vậy trái tim thì không phải, mà sắc y vật là một chất, cái chất nước đó, thì số chú giải đã cho vậy. Đó mình ghi nhận rồi đó ha. Rồi, nơi nương trú của tâm đối với tất cả chúng sanh trong tam giới. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì đối với dục giới thì có bao nhiêu quẩn quý vị? Dục giới có mấy quẩn? Có 5 quẩn. Này, sắc giới có mấy quẩn? Giới mấy quẩn? Bốn hay bốn trật rồi. Như đó là đủ trật rồi. Sắc giới vẫn, khỏi sắc giới vẫn có 5 quẩn như thường nha. Vẫn đầy đủ nha. Sắc thọ tưởng hành thức đầy đủ 5. Rồi, vô sắc giới có mấy quẩn? Vô sắc giới có mấy quẩn? Có 4 quẩn, đúng rồi, chỉ là có tứ danh quẩn thôi, không có sắc quẩn. Rồi như vậy, trong tam giới cõi ngũ quẩn là có tâm, có sắc. Thì như vậy là cõi ngũ quẩn có sắc với vật, đúng không? Có tâm nương nơi sắc với vật. Cõi sắc giới cũng có sắc, nên là cũng có tâm nương nơi sắc với vật. Cõi vô sắc thì không có, là không có sắc với vật. Là vấn đề thứ hai. Thì nắm được không? Alo. Không được ha. Rồi vấn đề thứ ba. Ngũ song thức có nương nơi sắc với vật không? Ngũ song thức mắt tai mũi lưỡi thân
quả thiện, quả thiện có nương nơi sắc ý vật không? Không. Ok, xà hữu ha, nó chỉ nương nơi cái chỗ cái căn nào mà cảnh nó tiếp xúc thì tâm nó nương ở đó, à, chứ nó không có nương nơi sắc ý vật ha. Là một rồi. Thứ cái điều nữa là nãy ai nói ha, tiếp thâu kháng ngũ môn hay tiếp thâu là nương không nương nơi sắc ý vật vậy? Hay như thế chánh tâm hả? Chánh tâm với pháp nguồn Lào Cai đó. Cái lễ sư tử Đức mới vô rồi. Đó, rồi vậy là lãnh trước dịch rồi. ý giới dẫn đường về sắc vật, cái môn đường về sắc vật để hướng về cảnh, hướng về đối tượng đó, hướng về qua căn, nó dẫn đường về sắc vật như thường ha, chứ không ai cũng đường về sắc vật. Coi chừng coi lại lại nha, như trật đó ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ biết rõ tâm nào nương với sắc ý vật, tâm nào không nương, à, thì ngũ sanh thức không nương với sắc ý vật nè, à, cõi vô sắc là không nương, không có sắc để mà nương ha, cõi vô tướng không có tâm, à, cho nên không có tâm, không có sắc ý vật, à, thì như vậy đó là vấn đề mà chúng ta cần phải nắm rõ ha, chỉ biết chút xíu ha. Đó là cái câu hỏi để cho chúng ta ôn nắm cho chính xác cái vấn đề ha. Rồi, quý vị nắm hết chưa? Hello. Nắm hết chưa quý vị? Đúng rồi, chị ngủ xong tức là không nương sắc với bạn đây. Ghi lại, à, ghi lại đi. Đây, cô biết cái này rồi. Cho Nguyễn có gì ghi lại cho nó cho quý vị nha. Ngũ sanh thức không nương sắc ý vật, thứ nhất là sắc ý vật không phải là trái tim, ghi cái đó là sắc ý vật không phải là trái tim. Cho Nguyễn nó mất tiêu rồi. Sắc ý vật không phải là trái tim là một ha. Ngũ sanh thức không nương nơi sắc ý vật. Ngũ sanh thức không nương nơi sắc ý vật. Cõi vô tưởng không có tâm nên không có sắc ý vật. Cõi vô sắc không có sắc nên không có sắc y vật. Rồi như đó là cái gì nắm được ha. Rồi. À, đúng rồi, như đó là những cái câu để mình nắm được cái vấn đề rõ ràng ha. À, câu đầu tiên là mùa xuân do người năm điểm là cũng hay lắm rồi ha. Xà thử. Rồi câu số 2. Thì trong chú giải ta nói đó, nó nằm trên đó là giọt nước nằm ở trong đáy trái tim. Đó là những nhà chú giải ta cho, bật chú giải ta cho như vậy ha. À, nhưng mà Đức Phật không nói vậy, Đức Phật nói y cứ nơi sắc ý vật mà tâm nương. Thì bây giờ khi mà ví dụ như một người mà người ta mổ tim, lấy ra tim ra thì tâm nương đâu thì nó nương chỗ khác, chỗ nào thích hợp nó nương thôi. Mình không có nhất thiết mà bắt buộc phải nương trong cái tim thôi. Nhưng mà phải hiểu rõ ràng nha. Rồi câu số 2 ha.
Có phải chăng do có con mắt? Có phải chăng do có con mắt? Từ đó nhãn thức sanh. Có phải chăng do có con mắt? Từ đó nhãn thức sanh. Rồi duyên từ nhãn thức. Rồi duyên từ nhãn thức. Ngũ môn hướng tâm sanh. Phải chăng? Ngũ môn hướng tâm sanh. Chẳng hỏi. Rồi duyên từ nhãn thức, ngũ môn hướng tâm sanh. Rồi, câu dễ quá ha. Câu này mình lấy 10 điểm cái một ha. Câu này là ăn Tết ngon lành là no nè, ăn Tết no nè. Lấy 10 điểm. Rồi mời là cô Beta lên lấy 10 điểm là cô Beta. Lấy 10 điểm ngon lành cho Beta. Gỡ vốn nha. Cô Beta là xong sau đó mời quý vị tiếp nè. Rồi xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Có phải chăng do có con mắt mà từ đó nhãn thức sanh, rồi duyên từ nhãn thức ngũ môn hướng tâm sanh, phải chăng? Dạ, con xin trả lời theo sự hiểu biết của con là dạ, không phải có con mắt mà từ đó nhãn thức nó sanh lên, mà có con mắt nhưng mà phải có cảnh, có cảnh hiện bày trước mắt thì từ đó ngũ song thức mới hướng tâm về cảnh ngũ, tức là cảnh sắc, thì lúc đó nhãn thức mới sanh lên, rồi sau đó là tiếp thâu quan sát đoán định. Dạ không, con nói lại là khi mà có con mắt rồi, rồi phải có cảnh ở trước mắt, rồi cái cảnh đó nó bắt được cảnh đó rồi thì ngủ song thức. Dạ không, kháng ngũ môn mới sanh lên để hướng tâm đến đến cảnh sắc, đến thì rồi nhãn thức mới sanh lên. Nhãn thức sanh lên rồi thì cái đó thì mới tới lộ trình tâm là tiếp thâu quan sát đoán định. Dạ. Cái con hiểu làm vậy. Không biết có đúng không, xin thầy chỉ dạy ạ. Rồi, xa thứ ha, chính xác ha cô Mít Ba, trả lời câu hỏi này hay quá, 10 điểm nha. Đầu năm mà có 10 điểm rồi ha. Rồi, có phải chăng có con mắt từ đó nhãn thức sanh? Không phải vậy, có con mắt có chứ cảnh không có sao nhãn thức sanh được không? Phải có cảnh, phải có ánh sáng, phải có sự chú ý đầy đủ thì còn tiếp xúc vô con mắt thì từ đó mới nói tới chuyện gì khác xảy ra. Thì con được Meta trả lời được đúng cái vấn đề này là rất là hay ha.
Rồi từ đó khác ngũ môn sanh hay là ngũ môn hướng tâm sanh, chứ không phải là nhãn thức sanh. Và ngũ môn hướng tâm sanh trước, hướng về con mắt, hướng về cái nhãn căn á, để mở đường cho cái nhãn thức sanh khởi. Rồi nhãn thức rồi tiếp theo quan sát rồi đoán định rồi sau đó đoán đắc ha. Rồi xa hữu con ta ha, chính xác 10 điểm. Quá hay, quá hay, con ta giỏi quá. Rồi cháu Nguyễn ghi lại đây là tiếp câu số 3. Vậy chứ sao nữa? Người ta nói được là ghi không đúng nữa là thôi cho ăn ba tiếng ngỗng luôn. Rồi ghi thử cho chúng nha. Ok, rồi ghi đi. Ghi không trúng là chết, trúng là cho ba tiếng ngỗng luôn. Nay tiếng ngỗng nhiều nhiều chục rồi, pháp nguồn Lào Cai. Tiếng ngỗng nay nhiều chục rồi. Ba mươi lăm ngàn một quả. À, một chục là một dĩ là 12 quả phải không? Nhân lên coi như tiền à, thưởng luôn cho Châu Nguyễn là nguyên dĩ luôn. Nguyên dĩ là coi như nhiêu tiền. Một chục mười quả ha, à, là 350 ngàn xa. Trong Nguyễn sướng quá, đánh được một lượt mười quả là 350 ngàn đầu xuân. Ok, rồi đấy đi. Rồi sao nữa? Tiếp theo chứ còn đoạn nữa. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi. Rồi, đúng rồi đó ha. Cái đó, tới đây cũng được ha. Tới đây là cũng vừa phải đi câu hỏi ha. Rồi, xa thứ. Này là mất, mất dĩ trứng rồi. Ai gì được 10 trứng, mất dĩ trứng. Rồi, tới đó được rồi ha. Ok, xa thứ. Rồi câu số 3. Câu số 3. Do phi như lý tắc ý hay do như lý tắc ý tâm tố sanh khởi? Do phi như lý tắc ý hay do như lý tắc ý tâm tố sanh khởi? Rồi, câu này dễ, ôi ha, quá dễ, lấy 10 điểm ngon lành. Rồi,
Rồi, mời quý vị tình nguyện nha, tình nguyện giơ tay lên phát biểu nha. Ai nhanh tay lấy 10 điểm nha, xin mời. Dạ, kính thưa thầy, cái này là không phải câu của con trả lời, mà này là vợ của con trả lời, con lên con đọc dùm cho vợ của con, vợ con kêu nói, trả lời dùm cho vợ con. Dạ, thưa thầy, phi như lý tất ý hay do như lý tất ý tâm tố sinh khởi? Phải do như lý tất ý thì tâm tố mới sinh khởi, vì tâm tố là tâm của bậc A-la-hán, nên bậc A-la-hán lúc nào cũng là như lý tất ý. Dạ, cái đây là vợ con nói, con lên con trả lời, con xin xuống mít thầy, con cảm ơn thầy. Rồi, người đẹp ẩn tàng, trả lời, xa hú nhưng mà chưa được rõ ràng ha, rồi mời tiếp, mời quý vị tiếp nha, ai nói cho ngon lành. À, xin xuống biết nhiều nha. Dạ, thưa thầy, con xin phép được bổ sung câu trả lời của bà xã Anh Chánh Tâm ạ. Dạ, thưa con, không biết có đúng không nha thầy. Dạ, do phi như lý, để con post lại câu hỏi. Do phi như lý tác ý hay do như lý tác ý tâm tố sanh khởi? Dạ, thì hồi nãy là anh Chánh Tâm có trả lời dùm cho vợ anh ấy là do như lý tắc ý, vì là tâm của vị A-la-hán. Dạ thưa thầy, con thấy câu này đúng mà thầy. Tại vì tâm duy tác là tâm chỉ có tác động mà không có hậu quả của cái tác động đó. Mà như vậy thì phàm phu của mình thì là không có được cái điều đó, mà chỉ có bậc A-la-hán mới có được cái tâm này thôi. Do vậy là phải là do như lý tác ý thì tâm tố mới sanh khởi à. Dạ con trả lời có sai, con xin phép được ăn trứng, con xin phép được xuống mít à. Rồi, vậy là có một cặp ha, cho tặng đủ hai trứng luôn. Mỗi người trứng ngỗng ăn giả vui cho các bạn. Ăn cho các bạn. Rồi, mời tiếp. Dạ thưa thầy, cái này là câu trả lời của con, ok. Này là nãy vợ con Lisa trả lời đến Châu Nguyễn, bây giờ đến phiên con. Dạ thưa thầy, theo con biết á, thì
do phi như lý tác ý hay do như lý tác ý tâm tố sanh khởi. À, không có, dù phi như lý hay không có như lý tác ý á, thì cái bậc A-la-hán phải và bậc A-la-hán thì mới tâm tố sanh khởi, không cần phải là phi như lý tác ý hay là như lý tác ý, vì các vị nó, các vị không cần phải là phi như lý tác ý hay là như lý tác ý, vì các vị đã là bậc A-la-hán rồi, thì không cần phải là một vị giải thoát rồi, thì không có cần phải là phi như lý tác ý hay là như lý tác ý, vì cái tâm A-la-hán là cái bậc không về thiện hay bất thiện, hay là không về đúng hay là không đúng. Và con chỉ mong cái đó là cái này câu của con là từ đây con xin xuống hết. Này người ta kêu là gì đó, hưởng ké phước của người khác. Nhờ bà xã mà nói trước bây giờ mới biết được, nói được, nhờ cháu Nguyễn nó bổ sung mới biết được. Ngồi nãy giờ suy nghĩ suy nghĩ thấy bà bậc thánh A La Hán đâu có phi như lý tất ý, như lý tất ý mà tâm bậc vô lậu, những việc gánh nặng nó làm sao nó đặt xuống, không còn gì để mà thắc mắc nữa ha. Bậc thánh còn cái vụ phi như lý tất ý đó, nó giống như nấu cơm nấu chín rồi giờ còn phải nấu lại gì nữa. Không có gì đó. Rồi, 10 điểm hả? Quá được, chia cho bà xã 5 điểm chứ. Chính tâm 5 điểm, chia bà xã 2 điểm rưỡi, người cho Nguyễn 2 điểm rưỡi, 5 điểm, 10 điểm. Rồi, ok, chính tâm hay ăn ké đừng câu, sướng quá. Rồi, câu số 4. Số bốn này copy một cái dài quá, tôi đi cho cái gì nè. Rồi, thấy nè. Có thấy không vậy? Thấy câu hỏi không? Alo. Rồi ha, ok, good. Rồi câu này nè, nó nói kể một câu chuyện đầu năm, cái Phật tử mình nó đi chùa hái lộc ha. Người thì dân tịnh tài cầu mua mái bán đất, người thì cúng dường nhang đèn mong cầu được sanh về cõi trời, người thì dân hoa cầu tai qua nạn khỏi, bệnh hoạn tiêu trừ, người thì dân vật thực mong cầu được lấy người mình thương, người thì hành thiền nguyện thấy được các pháp thượng nhân, và hãy phân tích thiện và bất thiện. Cầu rất dễ, rất đơn giản ha. Đầu xuân hai lần quý vị phân tích sao lấy 10 điểm ngon lành coi. Rồi này, để quý vị tình nguyện nha, suy nghĩ chút xíu về tình nguyện lên đầu xuân hai lần coi cho nha. Rồi, xin mời.
Dạ, thưa thầy, con lên xung phong để con mở cho mấy bạn tiếp theo nhau cho nó vui vui. Dạ, dạ con xin trả lời. Thứ nhất, đầu năm các Phật tử đi chùa, thì các Phật tử đi chùa hái lộc. Sao con bị cái cô gì làm cái con mắt luôn cái camera. Dạ, yeah, hello, xin lỗi có nghe con không? Dạ. Dạ, ok. Dạ, yeah, thưa, con xin phép trả lời. Đầu năm thì các Phật tử đi chùa là cái đọc thiện và yeah, thiện, nhưng mà thiện hái, đi chùa thiện hái lộc. Thì cũng như là cái dân gian của mình thì đầu năm cũng như đi chùa thì cũng như là cái tâm muốn đến chùa thì cái đó là cái tâm thiện. Nhưng mà dân tịnh tài thì cũng là, nếu mà dân tịnh tài là cũng như là cúng dường thì cũng là cái thiện. Nhưng mà cầu mua mai bán đất á, thì con nghĩ là khi mà dân tịnh tài mà còn có cái ý mà cầu mua mai bán đất là con nghĩ là cái đó lúc đó là cái tâm tham với cái tâm bất thiện rồi. Còn người thì cúng dường nhang đèn mong cầu được sanh về cõi trời thì cúng dường mà cúng một tí mà muốn mong cầu sanh về cõi trời cũng là bất thiện rồi. Tại vì đâu phải muốn sanh về cõi trời đâu, mà muốn á, thì phải giữ năm giới thì tốt thì mới được sanh. Còn mà cúng dường mà nhang mà muốn vậy quá quá dễ thì ai cũng cũng vậy là đâu có được, cái đó là bất thiện. Người thì dân qua cầu tai qua nạn khỏi bệnh hoạn tiêu trừ thì cái đó cũng là bất thiện, vì cơ dân qua mà cầu tai qua nạn khỏi bệnh hoạn tiêu trừ đâu có được, cái đó là nghiệp của mỗi chúng. Thì không thể nào mà nói mà dân qua mà cầu đó là mê tín dị đoan rồi. Rồi người thì dân thực mong cầu được lấy người mình thương thì cái đó là cũng là bất thiện luôn. Và cái tâm tham thọ hỷ vô trợ, muốn cái gì cũng tham hết, muốn được cái này muốn được cái kia thì cái đó là bất thiện luôn. Còn người hành thiền nguyện thấy được pháp thượng nhân thì người mà hành thiền đây nè, cái này nè mới là cái pháp thấy thượng nhân, là cái pháp thiện nè, pháp được giải thoát nè, thì cái đó là cái pháp thiện. Và con chỉ phân tích vậy thôi, mong các bạn lên bổ túc thêm. À con xin xuống mic ạ. Dạ con cảm ơn mọi người lắng nghe. Rồi, sao đó, rồi mời quý vị đến nha, mời đến phân tích sao cho mà sâu sắc, ngon lành ha. Rồi mời Pháp Ngôn Lâu Ca dơ bóng hoa nhiều quá, lên làm cái cho đầu xuân cho vui vẻ coi. Dạ, con cũng chưa nghĩ được ra câu hỏi, nhưng mà mọi người nghe rõ không ạ? Dạ. Đầu năm các Phật tử đi chùa hái lộc, người dân tịnh tài cầu mua ngay may bán đắt, người thì cúng dường nhang đèn mong cầu được sanh về cõi trời, người thì dâng hoa cầu tai qua nạn khỏi bệnh hoạn tiêu trừ, người thì dâng vật thực mong cầu được lấy người mình thương, người thì hành thiền nguyện thấy được các pháp thượng nhân. Hãy phân tích thiện và bất thiện. Dạ thưa thầy, thì theo con nghĩ thì tất cả những cái này đều là hành của bất thiện, bởi vì là họ nghĩ sai lệch về cái nhân quả, cho nên là họ có cái tà kiến đi chùa để mà được cái này cái kia. Thưa thầy, như là đầu năm các Phật tử đi chùa để hái lộc, như vậy là họ có theo những cái tà kiến, định kiến của nhân gian từ trước đến giờ chứ. Như trong đạo Phật thì đâu có lộc ở chùa đâu, gì đâu mà hái cái gì đâu, chỉ có mình tu tập thì mình có phước thôi. Còn khi họ hiểu dân tịnh tài để cầu mua may bán đắt thì cũng là sai lệch ạ. Vì do họ tà kiến đó, nên họ có sự hiểu sai, nên họ mới mong cầu kể cả những người cũng dường nhang đèn này, mong cầu sanh về cõi trời này kia đây, tất cả thì cũng như vậy, hoặc là
người thì hành thiền, nguyện thấy được các pháp thượng nhân cũng cũng vậy, vì họ hiểu sai vấn đề. Như theo con thì người dân tịnh tài thì cũng chỉ được phước vật thôi. Rồi thì người cũng dường nhang đèn. Nếu mà hiểu về theo nhân quả thì khi mà cúng đèn vào chùa thì có trí tuệ sáng suốt. Đó. Người thì dâng hoa, thì khi mà dâng hoa mình hiểu theo đạo Phật thì dâng hoa thì kiếp sau thì cũng được xinh đẹp. Dạ. Có sắc xinh đẹp. Dạ. Còn dâng vật thực để mong cầu lấy được người mình thương, nếu như cái đấy vậy cũng sai ạ. Dạ. Còn cái vị hành thiền này thì thấy được các pháp thượng nhân thì cũng cái này cũng không hiểu là pháp thượng nhân là nó là những cái gì ở trong đây. Khi mà hành thiền thì theo con thì chỉ mong được là thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã, rồi thì hành tứ niệm xứ, phải có vị sư hướng dẫn cho. Đó, như vậy thì họ cũng đều là có những cái tâm thiện, nhưng mà do là họ tà kiến, họ hiểu sai đâu. Dạ, thưa thầy, có theo con được nghĩ là như vậy. Cho nên tất cả những cái sự sai lệch này thì theo con đều là bất thiện. Dạ, con xin được xuống mic ạ, mong thầy chia sẻ thêm cho chúng con ạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn, cảm ơn Châu Nguyện cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Dạ, con cũng xin bổ sung một cái ý khác một chút xíu thôi. Dạ, theo con thấy thì thầy cho cái câu hỏi này, rồi thầy kêu là phân tích thiện và bất thiện. Thì con thấy là đầu năm các Phật tử đi chùa. À, tới đó thôi, bỏ cái chữ hái lộc đi. Thì có cái tác ý là đi chùa thì cũng là cái tâm thiện. Nhưng rồi lại tác ý là đi chùa thì để hái lộc, rồi cầu dân tịnh tài, cậu mua mai bán đắt, cúng dường nhang đèn, cậu được sanh về cõi trời. Thì dân qua thì cậu tai qua nạn khỏi, bệnh hoạn tiêu trừ. Người thì dùng vật thực mong cầu được lấy người mình thương. Rồi người thì hành thiền, nguyện thấy được các pháp thượng nhân. Thì tất cả những cái tác ý đó thì con thấy là đều là không thiện. Tức là như cô Pháp Nguồn nói là có cái tác ý không có thiện. Còn đi đến chùa thì là tâm thiện, nhưng mà tác ý những cái điều bất thiện, không có thiện. Tác ý những cái điều mong cầu sai, vì họ hiểu sai về nhân quả. Con chỉ bổ sung vậy thôi, không biết đúng hay không. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô thiên nữ, con kính chào đạo tràng, con kính chào thầy. Và con xin phép được trả lời. Có sai xin thầy và đạo tràng sửa giùm cho con. Đầu năm các Phật tử đi chùa hái lộc, người dân tịnh tài cầu mua may bằng đất, người thì cũng như ngang đèn mong cầu được sanh về cõi trời, người thì dân hoa cầu tai hoa nạn khỏi, bệnh hoạn tiêu trừ, người thì dân vật thực mong cầu được lấy người mình thương, người thì hành thiền nguyện lấy được các pháp thượng nhân, hãy phân tích thiện và bất thiện. Dạ thưa, trong câu này thì cũng dựa theo những lời của các quý cô và anh chị trong lớp, thì có thiện và bất thiện ở trong đây. Phát tâm đi đến chùa là tâm thiện, nhưng mà mong cầu thì vẫn còn trong cái cõi khổ. Mình muốn đạt được cái gì đó mình muốn và vẫn có tâm tham ở trong đó. Khi đã có mong cầu là đã có tham ở trong đó rồi, khi có muốn là cũng có tham ở trong đó, thì như vậy là bất thiện. Và những cái mong cầu như vậy thì cũng là ở trong cõi vẫn còn lãnh quẩn trong cái vòng sanh tử luân hồi, khi mà mình vẫn còn mong cầu. Và khi con học đến Phật pháp thì tất cả những mong cầu gì cũng là do sự tham muốn của mình, nhưng mà tóm lại cũng phải là do nghiệp của mình nữa. Ta đi với nghiệp của ta, cho dù mình mong cầu như thế nào, cho dù kiếp này mình sống thiện, cho dù mình làm gì đi nữa, cũng cái thiện hoặc là cấp thiện, nhưng mà cái nghiệp mình cũng phải trả. Dạ, thì theo con nhận thấy thì mong cầu là có tham và vẫn còn vòng sanh tử luân hồi, không có thoát ra được. Mà muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì đừng mong cầu nữa, và nghiệp thì phải trả nghiệp, cho dù có chạy cũng không khó tránh khỏi. Dạ thưa con xin hết, có gì xin thầy và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ, đạo huynh xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, kính chào quý vị trong đạo tràng. Cảm ơn huynh kinh. Dạ, bữa nay tính vô thử dự thánh thôi mà huynh kinh kêu lên thì chắc phải lên. Hồi nãy là Tina Nguyễn nói nhỏ xíu xíu à, không nghe được cái đâu nói. Nhưng mà đạo huynh có nghe tất cả những người phía trước đó là Pháp Nguồn Lào Cai, rồi cô Meta hả, thì ngay cả huynh Chánh Ngộ nữa ha, Chánh Tâm thì ai cũng nói cũng đúng đó, ai cũng đúng đó. Có thể đúng nữa đó, đạo huynh cũng đồng ý. Nhưng mà đạo huynh trả lời như thế này. Tất cả những cái việc mình làm đó là nó đều có thiện và bất thiện trong đó. Mình làm cái gì mà nó có sự tác ý bất thiện thì nó là tâm bất thiện. Trong cái thiện đó, nhưng mà trong cái việc làm có thiện, mà trong cái việc làm thiện đó, nó chính cái việc làm nó thiện, nhưng mà mình có cái tâm bất thiện trong đó thì cái việc làm nó trở nên bất thiện. Ngay cả cái việc mà lấy cái người mình thương cũng vậy, cũng nhiều khi nó cũng là thiện đấy, nhưng mà nó cũng là bất thiện, tại vì mình tham ái, cái tâm tham ái mình lấy người ta để mình thỏa mãn cái lòng tham của mình. Rồi mình cầu mây rồi để mình được cái này cái kia, cũng là tất cả đều là những cái tâm tham hết. Thì để tóm gọn lại cái câu này, huynh kinh cũng là thầy kinh. Nói cái, hỏi cái câu này cũng là để mà hỏi để trắc nghiệm anh chị em mình đó. Coi cho mình có thuộc cái bản diệu pháp hay không.
thì hồi nãy giờ trả lời các bạn nước đôi quá, trả lời nước đôi. Thôi bây giờ nói ngoài lời chút là vừa rồi Đạo Huynh có xuống hành hương ở Nam California được cái duyên lành là gặp thầy Chinh bằng xương bằng thịt, thì đó là thấy là một cái việc làm, phải nói là một cái sự may mắn dành cho Đạo Huynh tam sinh hữu hạnh, lâu lắm mới gặp cao nhân mà Huynh Kinh đã chỉ cách ngồi thiền rồi sơ lược Phật pháp. Thành nhân đây là Đạo Huynh xin có lời tri ân thầy Chinh rất là nhiều. Ông ta nói mình lung tung rồi, thành tử là thôi nhân đầu năm ha, rồi chúc thầy sư tri đức cũng như Đạo Huynh cũng nghe tin là cô Nhật Quỳnh đã quy y rồi, quy tâm bảo lấy pháp danh là Như Pháp, một cái pháp danh rất là hay, rất là mỹ miều. Thử nhân đây Đạo Huynh cũng gửi lời thăm cô Nhật Quỳnh luôn, chúc cô an vui nơi cửa thiền hay cô ha. Rồi thôi chúc Nam Mô Bích Thầy Giá, chúc mọi người thánh pháp an vui, thân tâm an lạc. Đạo Huynh xin xuống bích nè, dừng bích lại cho người khác. Chắc thầy mời tiếp, cứ cho ý kiến nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Đây, xa thức. Rồi, cảm ơn Đạo Huynh. Đầu năm này đi xuống Nam Cali tham quan ha, rồi có những cái chủ đích thiện bất thiện vẫn lộn đó. Rồi cái câu này là coi như là cho quý vị để ý thêm chút xíu vấn đề ha. Thì khi đầu năm mà Phật tử thường hay có quan niệm đi chùa hái lộc dân gian ha, thì khi mà dân tịnh tài, khi mà người dân tịnh tài cầu mua mai bán đất, thì theo như quý vị người bây giờ mình dâng cái tịnh tài lên thì lúc đó là thiện hay là bất thiện? Lúc mình dâng cái tịnh tài lên thì tâm mình thiện hay là tâm bất thiện? Thiện rồi, sau đó là cầu cho con được mua mai bán đất là thiện hay là bất thiện? Bất thiện. Rồi người cúng dường nhang đèn thiện hay là bất thiện? Cúng dường nhang đèn đến tam bảo thiện hay là bất thiện? Thiện, đúng rồi, cầu mong được sanh về cõi trời được này cái nọ thì thiện hay là bất thiện? Bất thiện. Rồi người dân hoa đến Phật bảo này kia là thiện hay là bất thiện? Thiện luôn. Rồi cầu gió được tái qua nạn khỏi bệnh hoạn tiêu trừ vân vân vân, là thiện hay là bất thiện? Rồi bất thiện luôn. Rồi dân vật thực đến chư tăng này kia nọ với Phật tử chùa này kia nọ, thiện hay là bất thiện? Là thiện. Rồi cha cái mong cầu được lấy người mình yêu mình thương cái thiện hay bất thiện? Hỏi Đạo Huynh này, cái này thiện hay bất thiện? Đạo Huynh này thiện hay bất thiện? Rồi người thì hành thiền thiện hay bất thiện? Thiện. Rồi nguyện thấy được những pháp thượng nhân, tức là thấy được những pháp những bậc thánh nhân chứng ngộ, chẳng hạn như thấy được vô thường, khổ, vô ngã, là thiện hay là bất thiện? Là thiện. Rồi sao vậy đó, như đó là cái gì thấy không? Thiện làm duyên cho bất thiện cũng có ha, tức là pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện, rồi pháp thiện làm duyên cho pháp thiện cũng có như thường ha, hoặc là bất thiện làm duyên cho thiện, bất thiện làm duyên cho thiện, tất cả những pháp đó đều có thể xảy ra trên cái cuộc đời này hết. Không phải nhất thiết là khi mình nói là mình làm việc đó mình phê phán người ta là bất thiện rồi nữa mình cũng trật ha, thì có thể là thiện nhưng mà nó làm duyên cho pháp bất thiện,
hoặc là bất thiện làm duyên cho thiện vẫn có như thường ha. Đó là những pháp mà chúng ta cần phải để ý chút xíu. Rồi đó là câu số 4, chắc ngưng câu nữa hết giờ luôn ha. Lầu xưng như bữa sau học bài nha, bữa sau ngưng hỏi không? Hỏi nhiều quá hết học được gì luôn. Copy câu luôn. Rồi câu số 5. Một thiền sinh ngồi quan sát hơi thở vào hơi thở ra, ngồi nghiêm chỉnh là quan sát hơi thở vào thở ra, sau đó cái trong chợt nghe âm thanh văng vẳng trong đầu, con đã đắc thiền cao. Nghe văng vẳng đầu mừng quá, hoan hỷ quá, xả thiền đi khoe cho mọi người, thì bị nó nói là mày khùng. Mày bị khùng tức quá, nói là tụi bay mới khùng. Rồi lẩm bẩm trong miệng, tao đắc tao hưởng không chia bước cho tụi bay. Rồi khoan khoái cười tẩm tỉm. Thôi mời quý vị lên phân tích cho vui đầu xuân ha. Rồi, mời quý vị thay phiên nhau liên tục lên cho nó vui. Xin mời. Dạ thưa thầy, con xin phân tích trước để cho mọi người theo sau. Dạ thưa thầy, khi một thiền sinh ngồi quan sát hơi thở vào ra, thì cái ngồi quan sát hơi thở là quan sát về cái hơi thở, là quan sát về cái sắc pháp. Ngồi quan sát là cái thân biểu chi, và quan sát hơi thở là quan sát một cái sắc pháp. Và chợt nghe âm thanh là cái cảnh thinh, âm thanh vắng vẩn trong đầu là cái nhĩ thức nó nghe đó, và nó tưởng nó nghe, và nó chợt nghe và nó tưởng là nói là con đã đắc thiền cao, là cái tâm bỗng tưởng nó tưởng điên đảo là nó đắc thiền, và nó quan hỷ quá là cái tâm si, tâm tham thổ hỷ, và đi muốn phe với mọi người, và cả thấy hoan hỷ và muốn chia sẻ pháp, nhưng mà cái đó là cái tâm si rồi, nhưng bị người ta nói là khùng. Bắt đầu cái tâm sân nó khởi lên, và nó tâm sân nó sân hận, và nó khẩu biểu chi nó nói lại tụi bay mới khùng, rồi lẩm bẩm trong miệng. Tao đắc tao không chia với tụi bay. Tâm sân vừa tâm sân và tâm si, tâm tham đủ thứ khởi lên cho nó, rồi nó cười tủm tỉm. Dạ con xin hết. Con xin chung hết.
Dạ, thưa thầy, con xin được phân tích. Đã. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Câu này con cũng đang nghĩ thôi, chứ chưa ra được vấn đề lắm. Dạ, một thiền sinh ngồi quan sát hơi thở vào ra, chợt nghe âm thanh văng vẳng trong đầu, con đã đắc thiền cao, hoan hỉ quá xả thiền, đi khoe với mọi người nhưng bị nói là khùng, tức quá nói lại tụi bây mấy khùng, rồi lẩm bẩm trong miệng, tao đắc tao hưởng không chia phước cho tụi bây, rồi khoái chí cười tủm tỉm. Dạ con xin được phân tích. Một thiền sinh ngồi quan sát hơi thở vào ra, cái này là về phần chế định. Dạ. Chợt nghe âm thanh văng vẳng trong đầu, có nghĩa là khi mà anh này ngồi thiền thì có âm thanh, là có nghĩa là nhĩ thức sanh khởi ạ. Được nghe câu con đã đắc thiền cao, như cái này như kiểu là đang bị tưởng á, đang bị gọi là gì nhỉ, sắc tưởng đúng không thưa sư? À thưa thầy, rồi hoan hỉ quá xả thiền đi khoe với mọi người, là có nghĩa tâm tham thọ hỉ hợp tà vô trợ, cái này dạ. Đi khoe với mọi người nhưng bị nói là khùng, thì thì anh ta sân, đang sân với bất mãn với người khác nói mình là khùng, rồi tâm bất thiện khởi lên ạ. Dạ. Tức quá thì anh lại nói tụi bay mấy khùng, thì cái câu này là anh khẩu biểu chi ạ, và anh đã nói là tụi bay, vậy là cũng là tâm bất thiện, tâm sân ạ. Dạ. Rồi nhầm lẫn lẩm bẩm trong miệng, tao đắc tao hưởng không chia phước cho tụi bay, có nghĩa là cái này là tâm tham, có nghĩa là không muốn chia phước cho người khác, gọi là tâm tham. Đã. Rồi khoái chí cười tủm tỉm, thì cái này là anh ấy đang như kiểu là tự đắc ấy, thưa thầy. Có nghĩa là cái câu này thì theo con là anh ấy đang bị ảo tưởng về sự chứng đắc của mình. Dạ con xin được phân tích thế thôi ạ. Có gì thì mong thầy chia sẻ thêm cho chúng con ạ. Dạ con xin được xuống mic ạ. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Thầm Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa thầy, anh chánh tâm với lại xếp pháp Hùng Lầu Cai phân tích quá trời rõ luôn rồi thầy ơi, bây giờ nói gì nữa thầy, sắp hết giờ rồi thầy.
Thôi con xin được nói qua cái ý của con nhanh ạ. Dạ, trong câu hỏi một thiền sinh ngồi quan sát hơi thở vào ra. Dạ, ngồi quan sát hơi thở vào ra thì đây là thiện. Nghe âm thanh văng vẳng trong đầu là con đã đắc thiền cao. Cái này là tưởng, người này bị tưởng. Rồi hoan hỷ xả thiền đi khoe với mọi người, đó là do tham. Rồi bị nói lại, bị nói là khùng. Rồi nói tức quá, nói lại tụi bay mới khùng, thì đây là do sân. Lẩm bẩm trong miệng, tao đắc, tao hưởng không chi phước cho tụi bay, đó là tâm tham. Rồi khoái chí cười tủm tỉm, dạ đó là cũng là tham luôn. Dạ con nói con thấy anh Chánh Tâm với Xích Pháp Nguồn Lào Cai nói rất là rõ rồi. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho thầy, con nhờ thầy giảng lại ạ. Rồi xa thứ đầu năm vui vẻ ha. Mà có một cái điểm Chánh Tâm như là Pháp Nguồn Lào Cai bị sai chỗ này rất là nặng nha, ở trên nha. Boss câu hỏi lại cái chỗ mà chợt nghe âm thanh văng vẳng trong đầu đó, mà nói rằng có là nhĩ thức sanh khởi là tầm bậy tầm bạ ha, trật để trong đầu là tưởng chứ không có âm thanh nào đó. Âm thanh đâu có trong đầu, là do cái tưởng làm việc thôi chứ không có cái sắc cảnh thinh, nó không phải là thiệt, nó không phải là cảnh thinh thiệt, mà nó là do tưởng. Tưởng điên đảo nghĩ tầm bậy tầm bạ, trong đầu đó là cảnh pháp chứ nó không phải là cảnh thinh. Nên nếu mình nói là nhĩ thức sanh khởi nghe âm thanh đó là trật lất ha. Pháp Nguồn Lào Cai với Chánh Tâm nhớ để chứ xíu nha, khi mình bị những cái từ ngữ làm cho mình bị lộn nè ha. Mình nắm được Pháp Nguồn Lào Cai nắm được không? Chánh Tâm nắm được không? Hiểu ha, để cho nó trật cái đó kẹt ha. Đó, thì cái câu này ai cũng nói cũng được, đây cũng đúng, cũng vòng vòng cho vui thôi chứ không có gì lạ. Thì thiền sinh ngồi quan sát hơi thở vào hơi ra, tức là lúc này có niệm, tức là có cái tâm ghi nhận, có niệm hơi thở vào hơi ra, mà đang ngồi vậy cái chợ cái tâm bị cái tưởng đi lên, nó tự nói trong đầu mà đặt thiền ha, và mới tưởng thiệt, mới hoàn hỷ xả thiền, mà thoải mái hoàn khoái quá, mà đi nói bị ta nói lại bị khùng. Thì khi nghe âm thanh người ta nói mình khùng, lúc này mới nhĩ thức sanh nè, bị khùng nhĩ thức sanh khởi, sao có tâm sân mới sanh khởi, tức quá nói lại, tức quá giống như cự lại tụi bay mà khùng. Rồi lẩm bẩm trong miệng là tức quá, lẩm bẩm trong miệng tạo đặt và hưởng không chịu bước thì tụi bay tức quá, mà sau đó mới chửi được đã rồi mới khoái chí tụm tiệm cười. Đó là cầu vui ha, cho cuối cái lầu sinh mới cái gì có những cái điều quan hệ là tuần sau học bài ha, tuần sau bắt đầu vô học ha, học bài và học tiếp theo là tuần sau học tới thì trước học tới tứ thủ ha, hai cô mấy ta học xong tứ thủ ha. Chắc vậy, học xong hết tứ thủ ha, rồi từ tới mình tiếp theo ha. Rồi một bài luôn, có bài. Rồi hôm nay do phước báo mà chúng ta có buổi câu hỏi đố vui, cầu nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp an vui sức và sống có trí tuệ thành tựu chân trí tâm điện hạ cả thế. Một ta giá nam mô tam ma giá nam mô sắc ta giá. Rồi nhân biết qua cho MC. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Con xin phép được thay mặt lớp hỏi hướng cho buổi học ngày hôm nay ạ. Un ta mang ghi na vấn đề hưng ta ta phản xung ta lún ta mong un khi yêu các vị tu tu su un thu tham tu tăng mạng mang. Con đem hết lòng
thành kính cúi đầu lãnh lễ với chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghi na quan đề hằng thăm minh cha đuôi thăng quá lần thăm mê nhô ca li tu đô sơ thăm mô ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghi na quan đề hằng sanh khanh cha đuôi thốn ta mang sang khe yo kali tu do so sang khu kamatu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bố Thầy Giáo. Con thành kính khung thỉnh đại đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để cho toàn